Tháp ấy của sét không rồi. Ừ, thì người ta đóng cửa đấy. Tao nói trùng tu nó xong gọn gàng nhìn nó ấy kìa. Ừ. Cái công tác của tôi nó chậm quá. Chậm may là mình vẫn xem mấy cái nét cổ này. Đâu là chống đổ, chống lứt, chống phá. Mọi người chuyển sang. Hold it.